Xin chào các bạn, trở lại kênh vlog của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ quay vài cái cây ở nhà Trinh trồng ha. Đây nè, cây chanh nó ra trái nè các bạn. Này nó ra được mấy quả chanh. Ra chanh xanh á. À. Nó ra nhiều trái lắm rồi. Ra bông rồi, ra trái. Tại nắng quá quay không thấy nè, ra mấy trái nhỏ nhỏ nhỏ. Ở đây có nguyên chùm luôn hả? Nè nguyên chùm chanh xanh. Các bạn xem mình trồng cái salad. Mình trồng ngay chỗ cái chậu á, mình trồng bên dưới kia mấy con nó ăn hết, mình trồng ngay chậu. Mà trồng cái mình đâu đã ăn kịp đâu, cái nó lên cao như thế này nè. Kinh khủng chưa? Đó, lên cái nó ra bông rồi. Nó lên giống như một cái cây gì. Kinh khủng ha. Đó, nó cao hả cả cây. 1 2 3 4 gang tay á các bạn, lên tới cái bông luôn là 8 tấc. Đó, cái cây xà lách của mình đó là mà nó mọc về là mình trồng ở cái chậu thôi à. Còn cái cây này là cây bơ, bị con gì nó ăn cục cái đầu này rồi, nhưng mà giờ nó lên hai cái nhánh khác, nó lên mọc lên hai nhánh khác. Mình cũng trồng ngay chậu thôi. Còn đây là cây cà chua, Trinh cũng trồng ngay cái chậu luôn. Nó ra được mấy trái đây nè, nó ra được đây nè, cà chua bi á, nó ra được chùm chùm đây nè, nhưng mà phải để ở trên cao nè, chứ không thôi để ở dưới đất đó là mấy cái con nó lại lên nó ăn tiếp. Thành ra bỏ trên đây nè, nó ra được mấy trái luôn cà chua nè. Wow, đó nó ra cà chua, thêm cà chua quá trời luôn. Trinh còn cây cà chua trước nhà nó lớn lắm, để Trinh ra trước nhà Trinh quay nha. Đây cà chua ở trước nhà Trinh á, trồng ở bên trước nhà thì nó đỡ mấy con thú ăn hơn. Mà coi nè, nó mọc một nguyên một cái mảng dây cà chua nè các bạn. Trời ơi, coi nè, nó lan tràn luôn. Nó lan tràn xuống đất luôn. Các bạn dòm thấy nè, trái nhiều lắm. Nó nằm xuống dưới luôn rồi, nó nặng quá. Nó nặng quá cho nó nằm xuống đất luôn. Mà nó lan tràn dễ sợ không coi nè. Trái không là trái. Cà chua bi á, xin trồng cà chua bi á. Trái nhiều lắm. Trái quá trời luôn nè. Trái rất là nhiều. Đây này còn xanh lắm, mấy trái đây nó còn xanh. Cái cây cà chua này là cái loại khác. Trái kia màu đỏ, còn cây này là nó màu cam cam này nè. Cà chua bi nó ra cái chùm nè, cái trái này nó chín này nè, nó nhỏ 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 cỡ bằng hai ngón tay, hai đầu ngón tay nè. Là nó mọc đầy hết trơn nè. Nè, coi trái chùm chùm ở đây nè, nó lan tràn có mấy cái bông luôn. Nó mọc chùm chùm không rồi nè các bạn. Cái loại này nó mọc cả dãy rồi đó. Nè, dưới đây cũng có đây nè. Cà chua nè, để Trinh lật cái lá lên ha. Đó, cà chua. Nó có vài trái chín thôi, nhưng mà ở đằng trước thì nó ít có con ăn hơn. Đây nè, đây cũng có chùm nữa nè. Nó nằm ở bên dưới. À, nhiều không các bạn? Nó ra nhiều lắm, ra nhiều quả lắm. Cà chua nhỏ không à. Mà nó mọc lan tràn luôn nè. Nó mọc xuống dưới đây luôn. Ồ, cái đất này con mình sao nó dục ở đây vậy không biết. Nó mọc lan tràn nè. Các bạn Trinh để xa xa ra nha. Nè các bạn dòm nó nguyên một dãy dài vậy nè. Đó, là cà chua đó. Đây là cà chua Trinh trồng ngay cái góc này mà nó ra cả đống này nè. Đó, dài. Nó lấn sân mấy cây bông của Trinh đó. Mà thôi kệ đi, cho nó nằm đó luôn. Nó nặng quá, nó nằm dài xuống đất luôn. Bây giờ ở đây là cũng trồng cái bắp cải á. Trồng cũng trồng ngay cái chậu này thôi à. Mà nó lên cái bắp cải nè. Bây giờ
để cắt nó ra ha, nó lên bự quá rồi. Giờ con Trinh sẽ cắt cái bắp cải đó. Wow, bự quá trời luôn nè. Cầm đây, đây nè, bắp cải bự các bạn, cái lá này quá trời luôn. Wow, cái bắp cục bắp cải nè, kinh khủng không. À, nhìn đẹp dễ sợ luôn, giống giống xòe ra giống như là cái bông vậy đó. Giờ để vô cắt làm một đĩa bắp cải xào. Bẻ lá ra trơn rồi, mấy cái lá bên ngoài mình ăn không được nên mình bẻ bỏ đi. Bên đây nè, hai cái chậu trên trồng á, cái chậu bên đây á, trên trồng thì nó cái chậu lớn hơn thì nó ra cái bắp cải bự hơn, còn cái chậu bên đây trồng cái chậu nhỏ hơn nó ra cái nhỏ hơn, nhưng mà nó chắc nụi à, nó chắc lắm, bên trong nó cứng nhắc à, cứng dễ sợ luôn á. Trồng ra cái bắp cải cũng thích ghê á, chắc là ngon lắm đây. Nãy giờ Trinh đã giới thiệu cái vườn cà chua của Trinh cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trinh. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.